Người thường bảo trần gian là cõi tạm, ghé một lần lâu lắm chỉ trăm năm, đừng tưởng dài hóa ra lại rất ngắn, mới chào đời chớp mắt tóc hoa râm. Người khi đến trần gian đều tay trắng, lúc ra đi cũng vẫn trắng bạc tay, mang được gì ngoài nỗi niềm vương vấn khi một ngày hóa cát bụi cuốn bay. Cho dẫu thế đời này ta sinh sống thật đông đầy ý nghĩa kiếp nhân sinh, không vướng bận chuyện tiền tài danh vọng, chóng tan nhanh như sương sớm bình minh. Một lần đến ta náo nương trần thế, chốn vô thường đón nhận lắm buồn vui, cảm ơn đời dù thăng trầm dâu bể, trong cay đắng vẫn thấm đậm ngọt bùi. Nhân gian này bao năm ta dạo bước, đợi một ngày nhẹ nhàng cất gót chân, khi ta đến người vui ta khóc mướt, hết duyên rồi cười tạ từ thế nhân. Thì còn thầy Minh Tạng vẫn rất là đau chân. Đêm qua thầy Minh Tạng về rất là khuya, đi sau các thầy, nhóm thầy trước phải tới mấy km ấy, 4-5 km, nhưng mà thầy vẫn rất là quyết tâm đi. Lý do thầy Minh Tạng bị đau chân đó là thực ra là trước giờ thầy Minh Tạng đã đi dép, chưa bỏ dép, thì bây giờ thầy đang vượt qua bài học rất là lớn, một cái thử thách rất là lớn của người tu sĩ, đó là bỏ dép ra và đi chân không. Nên là hiện tại chân thầy giống như kiểu nó bị rộp ra, nó bị bong một lớp da ra. Và mọi người ai mà đã bị từng bị như vậy thì biết là nó rất là đau. Nó bị bong cái lớp da cũ ra mà nó ăn một lớp da non mới. Mặc dù vậy thì ngày hôm qua thì em quan sát là thầy vẫn không băng bó, thì thầy vẫn đi như vậy. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với thầy và những người đi đồng hành cùng thầy trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày 28 tháng 5 năm 2024, và chỉ còn mấy cây số nữa thôi là sẽ bước sang địa phận của tỉnh Quảng Trị rồi. Hy vọng là người Quảng Trị cũng dễ mến, cũng dễ thương, cũng gần gũi và cũng yêu thương giúp đỡ không những thầy và những người đi cùng thầy. Hôm nay thêm một thầy nữa rất là đau chân, đây là thầy thích tự do. Hôm nay thầy thích tự do đã ít cười hơn một chút tại vì thầy đau chân quá rồi. Thầy đã quá đau chân rồi, thầy đổi thử đôi dép khác này xem có đỡ hơn không. Chân đã dán đầy những miếng dán. Hôm nay thầy Minh Tạng có vẻ đi nhanh hơn rồi ha. Thầy Minh Tạng có vẻ hôm nay đi nhanh hơn mọi người. Thầy xuất phát mọi người.
hôm qua giờ nhiều bà con không được gặp thầy á, bây giờ rất là háo hức luôn đó, thầy Minh Trí đúng không? Đó thầy Minh Trí thì đầu tiên là thầy Minh Tàn đã xuất hiện, chào sói thầy Minh Tuệ thì thường đi cuối cùng mọi người, thầy Đoàn Minh Tông, chào sư bạn, Đoàn Minh Tuệ Đông. Kêu bạn đó. Sư Bình Tạng cười rất là tươi mọi người. Tới đây. Như các bạn rất là đông, bà con đang đứng hai bên đường để đón thầy Minh Tuệ. Bà con đứng rất là đông, có thể xem đoàn đã đi tới rồi. Đó thầy Minh Trí thì đầu tiên mọi người. Thầy Minh Trí thì mình thấy đầu tiên ha. Bà con là đứng trên lề đường nha, còn đi xuống dưới nha mọi người. Rồi thầy đang đi qua nè, thầy Minh Tàng với thầy Minh Trí đầu tiên, xin chào thầy. À, thầy Minh Tàng, thầy Minh Trí nha mọi người, rất đông mọi người. Bà con đi rất đông. Chú công an phải nhắc nhở bà con đứng lên lề nha, đi xuống đường để cho thầy đi mà. Thầy Minh Tàng luôn, rất là đông luôn thầy. Thầy Minh Tuệ chúng ta đi cuối cùng nha mọi người. Sư rất là vui vẻ thấy bà con đứng tu đó ha, sư nó quan. Thầy chúng ta này nha mọi người. Dạ, hiện bây giờ sư đi, bà con hết tỉnh rồi sư ơi. Dạ. Đó, sư rất là vui vẻ những câu hỏi của thầy. Thầy đang đi rất đông mọi người. Thank you.
lên đi chú. Thank you.